Happy birthday của mẹ mà. Chưa chúc đi, chúc chị ta cho. Chúc đi. Wow. Ngày hôm nay rất là trùng hợp là mình nhận được món quà từ chị Thanh ở rất là xa. Và bữa chị nghe là mình không có cái chai nước rửa tay này các bạn, cái chị mua mình, chị gửi về tặng cho mình, mà trúng ngay cái ngày hôm nay là ngày birthday của mình luôn, cái xong cái được hai món quà sẵn, coi như đây là một món quà birthday của mình luôn các bạn. Đó, đã không, em cảm ơn chị Thanh rất nhiều nha, em đã nhận được món quà của chị rồi. Trời ơi, dễ thương quá. Cái món này bây giờ là kiếm mua rất là khó đây, thử ngay. Chích ra sao nó chào quá vậy? Nó bị ọc ra tại vì nãy chống ngược. Thơm quá, cái mùi này mùi nha đam hay gì á, thơm nhẹ nhẹ dịu dịu. Thơm quá, thấy không, đúng cái che này con ong nó môi lỗ kìa đó. Nó đục á, nó đục lỗ kìa. Rồi cái món quà thứ hai đó. Món này quà này rất là thiết thực luôn các bạn. Đây một ổ bánh sinh nhật đó, trên trong tay nó có lỗ đó. Chắc phải khui ra mới thấy các bạn ơi. Bây giờ mình khui cái hộp bánh nha các bạn. Khui hộp bánh ra nha. Đó. Wow, thơm mùi trà. Happy birthday của mẹ mà. Chưa chúc đi, chúc chị ta cho. Chúc đi. Thay bánh này tiêu rồi. Chưa ăn được, cất vô của anh. Của anh nha, cất vô. Rồi, cất vô nha con ha. No, chúc ăn. Ăn gì? No. Nãy giờ nó không thấy, giờ nó thấy. Con ăn á hả? Của anh kìa. Chút nữa của anh cho. Chưa, bây giờ chưa đâu. Trả của anh nè. Trả nè. Trả của anh luôn. Rồi, trả. Rồi. Rồi, của anh cho đó. Rồi. Rồi, còn một món quà cuối cùng nữa là một chai rượu với một cái chai thuốc xịt mũi. Mà hồi nãy mình đem có cái chai thuốc xịt mũi rồi, còn cái này á là đem lại đây để nhậu cùng với mình đó. Chai rượu đâu rồi? Chai rượu này của chú Sáu tại chợ. Chú Sáu khui cho chú Sáu uống rồi. Có chừng nóng không? Con lấy cái dĩa của bà. Nào, con nói đi. Wow. Rồi ngồi yên nó đi. Ngồi yên. No, không có đụng vô, để mẹ gắn nến vô. No, không có đụng vô. Mẹ gắn nến vô. Đó. Đụng hồi nó chảy mất bây giờ. Từ từ. Chưa cắm đèn mà, cắm đèn giờ. Lấy chén rồi cắt mấy cái này đi. Cắm lên, cắm cái này đây lên. Đây một cây. Đây một cây. Đây một cây. Đúng. Rồi. Trời ơi, vừa thôi con đừng cắm sâu quá. Sao? Sâu rồi, đây cây nữa. Trời ơi, nó cắm lẹ luôn á. Cắm lẹ luôn á. Nhanh con lẹ, ba cho xin cái hộp quạt ba. Ủa, ông ở bao lâu rồi, ông già này nè. Lâu lắm rồi không? Ở trước mình ngâm mấy tháng nè. Rồi, đốt đèn lên. Ông ở chung đợt với anh Dũng. Dũng ở được cũng năm mấy, gần 2 năm. Vậy là ông chưa, dọn rồi lúc anh lấy rồi. Đúng rồi đó. Từ khi nào mẹ nói thổi rồi thổi nha. Từ từ khoan nó thổi nha. Dạ, chị để gần một lát nó hết rổ. Chưa. Anh thổi lia lịa luôn. Nô từ từ. Rồi bây giờ hát với mẹ nha. Chưa. Chị muốn anh làm theo cái khóa trong năm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mình gài qua luôn thì ổng vô được. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow. Đốt lại thôi cho rồi. Nước miếng không? Vỗ tay. Nước miếng không? Nước miếng không?
Rồi cắt đây, con cắt đây, cắt với mẹ nha, cắt nè, nè cầm, rồi cắt, cắt. Wow. Cái nữa, cái nữa, cái nữa. Nè nè, dôm nè, dôm nè, dôm kìa. Dôm nè. Nè, hắn gì dôm nè. Rồi cắt cái nữa nè. Wow. Rồi. Dở ra ha, rồi để mẹ lấy cái dĩa cho, để yên, để yên. Mẹ lấy cái dĩa cho bánh kìa. Ngồi yên nghe cho con. Đây, đưa mẹ, mẹ làm cho. À, bây giờ lấy cho Hani ăn nghe. Hani nôn nóng quá. Happy birthday to you hoài. Thấy rồi. Cái bánh là không có chạy đi đâu được hết trơn luôn á. Còn rồi, anh còn con. Còn. Lát còn lái xe. Còn, cái này không phải, cái này là ăn cay. Anh lộn hay rồi. Con ạ, con ăn đi, con ăn đi, giỏi, ngon ngon. Mâm mâm đi, để mâm coi. Mâm đi. Trên cái Facebook có phải không nhỉ? Ngon không con? Ngon hả? Dạ ngon. Dạ ngon. Ừ. Ăn đi, dít ăn đi. Đâu? Ừ hết rồi, đi ba đây rồi. Nè con, nè con ăn đi. Trời, anh thấy anh nhảy dựng dựng lên hết đi ba tê tư vui em. Nhiều lấy nhiều quá. Trời ơi. Wow, nè con. Có vuông vuông. Wow. Có vuông vuông. Có nhiều lấy nhiều. Có một cái gói vuông vuông ổng dán lại tròn tròn. Có phải là hột sò 10 cà ra không vậy? Ê, ông bỏ tờ đồng vô đây chắc quê vậy lắm luôn nha. Cái đó không có quê nha. Cái đó lắc lắc kỳ dữ lắm á. Bỏ tờ đồng vô. Ý trời ơi, còn quấn kỹ vậy. Anh Sơn, hả? À, bà cái thằng này đẹp phải không? Nhìn nè, cái thằng có vú nè phải không? Nó không phải. Ai nữa? Bữa không phải mà. Bỏ kỹ quá. Trời ơi, quấn. Có gì thun không vậy? Mở thôi, mấy nấc vậy thùng. Đó, hôm bữa là con nàng này thôi chứ ai đâu. Đó, nàng đó rồi. Bây giờ đếm tiền nha các bạn, đếm tiền sinh nhật. Ông nó có 200 cái này để 20. Hai trăm mà sao hiểu vậy? Wow, được 500. Wow. Ăn được rồi hả? Dạ, mời mọi người đi. Dạ, yeah, hôm nay là được quá sinh nhật cũng nhớ, lấy có 200 mà vậy đưa lỗ mà trả cho lại. Chào tai quan là của quan. Chào tai quan của quan. Chào tai quan là của quan. Cắt cắt mấy thịt bò ra luôn nè. Chào tai quan là của quan. Khà khà khà. Hen gì? Có tiền đi. Tiền. Tiền ba cho. Mừng sinh nhật mẹ. Yeah. À. Hôm mẹ biết ngay. Vậy là cái ơi thì em nó đếm lộn từ đúng rồi, nó đếm lộn. Em khoái nó đếm lộn kiểu này nè, nó đếm mà nó lộn kiểu này hoài là em chịu nè. 200 mà thành 500 là em chịu dữ lắm luôn à. Ai nói gì nói cũng cảm ơn xã nha. Ủa sao nó có 500 em lấy cái rồi. Các bạn gì thịt ngon kìa nè, đó ngày hôm nay sinh nhật đơn giản thôi, ăn vậy thôi đỏ. chú sáu ngồi sau camera. ăn đi thấy không, thấy không kìa, thấy à. Chú sáu hôm nay ngồi xéo bên góc bên kia, hôm nay em ngồi bên đây cho nên không thấy chú sáu. Ủa quên khuôn này nó chút. Ủa chú sáu uống bia hả, không uống này hả? Thì ăn cái nữa, ăn nước cái này nhớ nha, bữa mình đi ăn đại hàng ha. Nó ơi nhiều. Anh không có chơi đại hàng nha, cái này của Mỹ nha, của đại hàng nha. Thì nhưng mà bữa đi ăn barbecue đại hàng á. Gái đại nước. Hàng anh không kỳ thị mà trai đại hàng kỳ thị đúng không? Gái đại hàng không chơi được, lấy gì không kỳ thị. Trai đại hàng đâu có chơi được. Nói chuyện. Mà tiệm barbecue là đàn bà làm mà, ban ngày đàn bà làm, đàn ông đem động đang ban đêm mà. Em bữa đó em đi ăn thịt nướng ban đêm á. Nó làm nó ngọt ngọt giống gì nè. Tiệm ngay đây giống gì? Không danh. Tiệm mà dây tròn phải không? Ừ, gần đây không. Đầu bếp. Bây giờ ngày đặc biệt hay không đặc biệt thì đầu bếp này cũng phải nấu thôi. Cái này chấm muối tiêu chanh luôn hả? Dạ, chấm muối tiêu chanh.
Cái thức chanh này lạ vậy, khô hả? Dạ. Ở đâu ra vậy? Em mua trong Costco á. Ừ. Màu đen đen, đen đen nó mới ngon, chứ màu đỏ đâu ngon nè. Nước này nó phải cứng cứng lại chả... Mới uống có chút xíu mà quăng một đống rồi các bạn. Vậy chưa? Còn đây thao nữa nè. Còn đây là đầu bếp nè. Đầu bếp lạnh như có giá là mày quay tới che che. Nhìn giá luôn á. Trời quá đẹp luôn á. Anh gì đẹp trai lắm vậy. Này già rồi. Mới nuốt miếng để tôi ói ra, đừng có để tôi ăn đàng hoàng, đừng có để tôi ói chứ. Trời. Chú Sáu, chú Sáu. Chú Sáu. Trời đẹp lộng lẫy luôn trời. Người đẹp bất chấp luôn á. Không biết bà này anh ơi. Em luôn cái đầu. Gì bấm bà khác. Anh hát đi. Quả mới đôi mươi em đang đổ chẳng cho. Giờ là cái khúc này á, là chú Sáu hát và em quay có Henry trong đó nữa, cho nên em muốn lưu lại cái đoạn video này, cho nên em sẽ tắt tiếng cái đoạn nhạc đầu. Mong mọi người thông cảm nha, tại vì lúc này Henry rất là dễ thương, ngồi tập trung nhìn chú Sáu hát, nhưng mà chú Sáu mà nói tới thì không cho, thì mình chỉ ngồi lén lén ngồi cái bên mình nhìn vậy thôi, tại vì em đang gặp chú Sáu là người lạ, cũng hơi nhát á mọi người. Chú Sáu ngày hôm nay làm cho ăn một món cực kỳ đặc biệt, đó là bánh mì sầu riêng. Lần đầu tiên tôi ăn cái món này luôn bà nội ơi. Không biết ăn tối nay có bị Tào Tháo dí không? Ê tối nay ông cố tình ông hại tôi để tối nay hai chồng tôi không ông mừng ăn gì được hay sao? Tào Tháo dí chứ đâu có đụng chạm hết đâu. Tào Tháo nó dí rồi làm sao mà có thời gian đâu mà làm ăn gì hả? Ok mình ăn thử nha các bạn. Dạ ăn thử nha. Nghe quảng cáo á. Trời ơi, ăn bánh mì mà bánh như ăn như kem vậy. Cái sầu riêng á, nó lạnh lạnh. Bà ăn nó giống như là hồi nhỏ mà mình ăn bánh mì bỏ kem vô á, mà hương vị sầu riêng á, trời y thịt luôn. Không có khác gì hết trơn á. Nhưng mà không biết là nó có ban đêm nó có khác miếng nào hay không thì không biết ha. Cũng vậy thôi á. Ờ cũng vậy hả? Sầu riêng thôi, bánh mì thôi nữa. Nhưng mà em bảo đảm tối nay em ăn cái này chồng em sẽ không bao giờ hung em. Kệ nó. Tại có một sầu riêng nó sẽ không bao giờ hung mình. Gõ trống, gõ muỗng.